Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh đầu tiên, chú Dương Hữu Hùng, 71 tuổi, đến từ Nha Trang, mã số 02. Hát đầy cảm xúc của thí sinh Dương Hữu Hùng với bài hát dự thi Hà Nội Niềm Tin và Hy Vọng. Xin được trân trọng kính mời nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu có đôi lời nhận xét. Bài hát Hà Nội Niềm Tin Hy Vọng là có thể nói là một trong những bài hát rất hay thời đến chống Mỹ mà tôi nghe rất nhiều người, nhiều thanh niên hát, nhưng mà đa số là nghe từ 50 tuổi trở xuống thôi. Hôm nay mới được nghe một thanh niên 71 tuổi mà lại hát. Nếu mà tôi đừng nhìn lên sân khấu thì tôi cho đây là một thanh niên 35 tuổi thôi. Đó. Hay lắm, hát hay lắm. Mà tôi nhớ là hình như là đêm hôm trước anh hát bài Thuyền Ngoài Biển, anh hát lại rất đúng lời. Tức là khi phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố. Đúng y như lời thơ của Xuân Quỳnh. Chứ còn mấy ông nam hát, ông trở lại, tôi thấy ông đi uống cà phê chứ có bão tối gì đâu.
Cho nên tôi thấy anh là người có văn hóa, biết chọn lời, chọn nhạc hát. Mà hôm nay bài hát này tôi hy vọng anh hát rất hay. Tôi tin rằng anh sẽ được... Thôi không dám nói nữa. Dạ, anh sẽ được một trong ba giải ạ. Không nhất thì nhì, không nhì thì ba. Kiểu gì cũng có một trong ba giải, nhất nhì ba bản ha. Để cho ban tổ chức... Dạ, tại vô đây thì kiểu gì cũng có một trong ba giải rồi, bác yên tâm. Chúc mừng anh. Dạ, cảm ơn nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Vâng, và nếu quý vị yêu thích thí sinh 71 tuổi có giọng ca 35 tuổi này thì hãy nhắn tin mã số 02 đến tổng đài 8534.